vở diễn kịch nói thể nghiệm mang tên Mình Nói Chuyện Mình. Tác giả kịch bản là đạo diễn Đoàn Khoa với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Kim Xuân trong vai mình có thể gọi là người đàn bà hồi xuân cũng được ạ. Dạ, nhưng mà tên luôn mà không có tên. Và sự tham gia của nghệ sĩ Quang Thảo. Dạ. Nhưng mà mình cũng không có tên, mình tạm gọi là một dân dân. Hay bây giờ thì gọi là sát tăng cái gì đó. Dạ. Dạ. Chắc sát tăng luôn á. Dạ. Và Hồng Ánh là trong vai mọi người thấy là xung quanh tràn ngập đồ hiệu, có thể nói là người đam mê vật chất cũng được. Với nghệ sĩ Trẻo Huỳnh Ly trong vai Ngọc Nữ, đó là cái tên tiên đầu Ngọc Nữ. Và sự thể hiện rất đặc biệt của đạo diễn Đào Hoa trong vai trò lần đầu tiên là diễn viên, vai diễn đầu Đào Hoa. Bạn trẻ đầu tiên phát biểu và cảm nhận rất nhiều, nhiều hơn cả trên kịch bản và nhiều hơn cả những gì mà đạo diễn phân tích cho chúng tôi. Tức là bạn đi rộng và bạn nói đến hào hứng và bạn xưng bạn là bạn trẻ, thì tôi hy vọng là sau hôm nay bạn sẽ kéo được thật nhiều bạn trẻ giống như bạn đến đây coi ủng hộ chúng tôi mừng lắm. Thật ra mọi người nên cho nó cảm giác là nó trẻ. Khi xong lại em xem em nghĩ là đây là một cái thằng lông. Thì đây muốn biết cười hay là không biết cười. Để em nhìn xem mọi người thì mọi người cũng không biết nên cười nên không nên cười, cho nên là không kể vỗ tay lại. Lúc mà mẹ Kim Xuân diễn, lúc mà con vỗ tay đầu tiên cũng thấy mọi người không vỗ tay, con cũng sợ. Mẹ Kim Xuân là em là con của Kim Xuân. Mẹ Kim Xuân có rất nhiều vai diễn là con của mẹ Kim Xuân. Thì đúng rồi, mẹ hát con em hay đúng rồi. Nhưng mà thật ra ở đây hôm nay em thấy tất cả mọi người diễn rất là vui, và nhất là thật sự lúc đầu em nghĩ là mẹ Kim Xuân em diễn cũng là vui nhất rồi, nhưng mà thật ra đối với em hôm nay tình như nhìn như chị Hồng Anh. Xin mời có ai có ý kiến cô ạ? Dạ, để con cho chị xin lỗi cho chị hơn mua với mọi người chút, mà bà kêu mẹ em không có lời giải đáp được gì quá. Đây là diễn viên Phạm Quỳnh Vũ Tài đóng chung với Kim Xuân trong phim Hạnh Phúc Máu. Bạn ấy đóng vai con Kim Xuân, cho nên là ngoài đời cứ kêu má mẹ Xuân. Dạ, mà hầu như diễn viên trẻ giờ cũng mà mẹ với má Kim Xuân, và em cảm ơn tình yêu thương của các bạn trẻ. Ngoài cái chuyện tôi là đạo diễn thì cái nghề mà tôi cũng đi song hành đó là nghề giáo. Bây giờ tôi trở lại là nghề giáo. Tôi nói cái điều của tôi giống như em nói cái điều của em là như vậy nè. Tôi xuất thân từ một cái gia đình lao động, cho nên rất là khó khăn khi gặp cái nhà cổ điển, rất là khó khăn khi xem cái bức tranh mà người ta gọi là trường tượng. Và cái điều đó rất là ác mộng, bởi vì nó theo mình nó là một cái mặt cảm. Người ta nói hay quá, tuyệt quá, hàn lâm quá, thì mình nói sợ quá và thấy ta đổ tay chụp rồi. Người ta nói tranh của Picasso đẹp quá, thấy có đẹp gì đâu. Đó, rồi những cái gì nó vẽ, cái gì đó mình, nhưng mà người ta khen, mình phải khen. Cho tới một ngày tôi mới vỡ lẽ ra, không phải cái đó, không phải cái gì hết, không có hàn lâm mà cũng chẳng có dân gian, mà cũng chẳng có rẻ tiền, mà cũng chẳng có sang trọng, cũng không có phải là nhà sang, mà cũng chẳng có nhà sến, có cái hay mà cái dở mà thôi. Đồ mỹ nghệ và đồ nghệ thuật, tụi nó gần giống nhau mà nó khác nhau. Bắt chước cái này hay là bắt chước cái kia, hay là mình bục đường khác, đó là câu để mà tôi hỏi các tác giả. Mình có nên sống giống họ không? Tùy các bạn tự tìm và trả lời cho mình. Cho nên tôi thích cái câu của cái ông này, ông người Ba Lan. Ông dạy cho mấy đứa con nít mà một cô ấy. Ông là nhà siêu sư phạm của trong cái thời Thế chiến thứ hai. Ông mới nói câu này nè: tôi không cho các anh chú trọng. Bởi vì Chúa Trời có khu vực cho mình một cái gì đó. Ở đây chúng tôi gợi cho các bạn nè: đáng sống như cô này không? Đáng sống như bà này không? Đáng sống như ông này không? Hay đáng sống như cô bé kia? Họ tỉnh lại đi. Cho nên sao? Cần một tiếng động nổ lông trời, một trọng đập nớt lông trời để chi? Người ta tỉnh ra. Người ta đã tỉnh ra.
những nhân vật này đã tưởng ra bởi vì sao? Người thù hận là người yêu thương, là người thù ghét, là người vân vân và vân vân. Thì cái lúc mà không còn gì hết, người ta tháo được cái gánh nặng, người ta bay được. Đó là cái cục đá trì người ta bỏ được và người ta có thể bay lên. Nhưng đời sống hiện tại quay lại bây giờ tất tệ hơn trước đó. Giống như là nè, những cái ngày mà vừa mới mầm tháo phong tỏa đó, đó là những ngày đối với tôi đẹp không thể tưởng tượng được. Bởi vì sao? Mình bị giam trong một cái thời gian quá lâu. Khi mình mở ra một cái, tất cả mọi người rất rộng lượng với nhau, rất là rộng lượng, rất là yêu thương nhau, rất là chan hòa với nhau. Nhưng càng ngày cái cuộc sống thiệt nó trở lại và nó còn khủng khiếp hơn. Cho nên ở đây tôi mơ một cái ứng dụng nhỏ thôi. Mình không chết vì thiên tai. Có hai thiên tai trong vùng này. Mình không chết vì thiên tai, nhưng mình chết vì nhân tai. Cái nhân tai là mình tạo ra nè. Cái tiếng ồn đằng sau này là nhân tai đó. Tiếng ồn, tiếng xe, tiếng còi hụ, tiếng máy bay, tiếng vi tính vân vân là nhân tai đó. Cái đó hủy diệt mình đó nha. Nhưng mà biết đâu là cái hy vọng mà như tôi nói. Biết đâu cái đẹp này là mình cứu vãn lại. Nhưng mình đi tìm đi, cái đẹp mình đi tìm, chứ không có người ta không có cho mình. Mình đi tìm đi, đó là những cái thông điệp thật là nhỏ thôi. Nhưng mà gì nè, ở đây vẫn nói cái đạo cũng vậy, tùy theo từng người để cảm người. Cho nên dẫn chính một người nữa đó là ông Phật Duy. Thế tôi nói, ông nói là tôi không thích ông đó, tôi không thích ông này. Thế tôi mới nói là bác ơi, ông, mấy cái người mà bác không thích á, họ không dụ rồi. Ông nói ôi giời, người thế mình là ổng dụ, ổng dụ là thế này đấy này. Cái người mà cao cường đó, người trình độ, một cái người cao siêu học thức á, thì người ta nghĩ tới đây nè. Cái người trung bình người ta nghĩ tới đây nè. Nhưng mà ổng nói cái chữ đó hay lắm, là đồng chiều của rạ thì người ta nghĩ tới đây. Ai cũng hiểu cái câu chuyện đó. Mỗi người hiểu thấy kiểu của mình mới gọi là ổng nói từ sáng là mình không có bắt cái người này ép tôi người kia. Mình không gán ghét được, tùy theo cái độ mà để mình hiểu được. Ổng cho tôi một cái nguồn sáng, tác phẩm tôi phải ra. Có người cao siêu thôi, ôi bác ơi, cái chữ này gửi trên bao nhiêu điện tích chứ không, cái này tự nhiên tôi khóc thôi. Đó là cái mà cái người nghệ sĩ muốn cho cái tác giả. Nhưng mà tại vì một thời gian rất là dài, Siêu Hằng còn nhớ là cái thời Duyên Dáng Việt Nam là thứ năm tờ báo thì cũng tổ chức, thì vừa qua đã dựng cho Siêu Hằng một cái bài viết về thời gian rất là đẹp. Và sau đó thì mình rất là tiếc vì bạn của mình rơi vào một cái cảm giác là rất là chán và không còn muốn làm để sân khấu để nghệ thuật nữa và lui về với gia đình mà thôi. Thì mình rất là tiếc về cái lực của bạn. Và khi mà nhận được cái giấy mời của chị Kim Xuân cho em thì em mừng lắm, bởi vì kịch thể nghiệp thì Siêu Hằng đã mê từ cái thời sân khấu 5D và Văn Tần với cái vở là Di Động Trục Trục từ đầu tiên mấy chục năm. Thì với cái vở này đó thì ngoài cái cảm xúc của khán giả coi thì còn được ngồi học những cái đoạn đọc thoại của chị Kim Xuân, của Thảo, rồi của Hồng Ánh, của Ly thì giống như nuốt từng lời từng chữ ra đó. Nhưng mà có một cái điều là thấy rằng là đây chính là những cái cô độc nhất của cuộc đời của những nhân vật, của những người phụ nữ ở cái tuổi hồi xuân, có tất cả những con tình yêu của một doanh nhân thành đạt, nhưng mà cái đời sống của họ cũng cực kỳ là phức tạp nhiều mặt. Nó thể hiện qua những cái nhân vật có đeo mặt nạ, cô ấy thì dễ sợ, người đàn bà có tất cả cũng không có tình yêu, tưởng là mạnh mẽ nhưng mà trong lòng yếu đuối. Đó, và dùng tiền để mua vui nhưng mà đâu có mua được. Bộ đường đây là một cái dạng của các bạn trẻ bây giờ. Và mình thích nhất nó qua những cái đạo cụ ở trong đó để cho người thấy một cái hy vọng. Dù là những cái tai hay thương, cho nhân tai hay là thiên tai, hoặc là cái lá,